Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Deer Trigger 2, let's go. Ok, let's go. Alright, let's roll. Rồi mình sẽ tiến theo hướng dẫn của game. Water. Okay. Some water. Bring me some water. Okay. Okay. Wow, một gã khổng lồ. Zombie khổng lồ. Wow, let's go. Okay. Bring it on. What the hell is this? Wow, rất là đông zombie ở đây. Đây bắn kiểu gì đây? Glad to see you here. Okay. Great. Let's go. I've been stuck here for ages. All right, let's roll. Follow me. I know a shortcut. Okay. Ready for some trouble. Okay. Come on. All right, let's go. I wouldn't make it this far without you. Oh, that was close. Rồi, mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Detector. Wow, có một chiếc máy bay đang bay vào trong một tòa nhà. Lại mong căn bệnh đó chính là zombie. Rất là đông người bị nhiễm rồi. Victor Zombie. Let's go. Okay. Thank you.
thăng hạng rồi. Let's go. Nâng cấp súng lên nào. Let's go. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Into the Deal. Let's go. Bắn lên. Chú chó. Cái quýt nào nữa này. Khẩu súng đi. Bắn luôn. Nhưng rồi sau đó thì có một anh chàng zombie để đứng lấp ở đó. Wow, wow, wow. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. It's best play wins. So we're going there. Và tới hôm nay thì mình đã cua cái phần giới thiệu của game đi rồi. Tại vì khi lúc đầu giới thiệu đó là ông ta nói chuyện với một ông cảnh sát, sau đó thì đang đi trên đường, ông này thì bị bắt, đang đi trên đường thì bị đâm vào ngay hội nhóm zombie. Thì khi đâm vào nhóm zombie thì xe nó bị lật và ông cảnh sát kia đã bị zombie giết chết và chỉ còn một mình anh chàng này. Thì anh chàng này còn sống. Ok, let's go. Và anh ta thì vẫn đang bị khóa còng. Fuck my leg. Đây, ông cảnh sát đây bị chết rồi. Hey. Hey officer, are you all right? I'm still cuffed back here.
Why the hell did he have his gun out? Damn it. Mình sẽ phá cánh cửa ra. Sau đó thì sẽ chui ra ngoài. Let's go. I need to drag myself out that window. Anh chàng này đang bị thương ở chân mà lại chưa mở được cổng số 8 ra. Đến chỗ ông cảnh sát này, nhưng mà ông ta bắt rồi. Mình sẽ nhặt khẩu súng này đã, cho an toàn. Ok. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Oh my god. Cái gì đây? Viên đạn. Nó mà khẩu súng này đi. Nếu may chẳng may ông ta bị biến thành zombie thì mình sẽ bắn luôn. Looks empty. Được rồi. It'll be easier to carry with these cuffs off. Có bộ phải đến chỗ này xem. Nội dung cốt truyện của tựa game này rất hay luôn. Mở càng ra đã. Rồi tính sao. Holy shit! Rồi, mình có súng này. Đây rồi. Get away from me! Where are you? Không hiểu sao lại còn rơi nữa chứ. Let's go. Không biết là cô bé là ai. Help! Go get someone! There's been a shooting! Cô ta chạy đi rồi. Wow, zombie. Chạy đi chàng trai. Cho mình nghĩ chắc chắn sẽ có con người đến cứu cơ. Chứ không đông như thế này thì anh ta không thể nào chạy thoát được. Chờ đây nào. Ok, thoát được rồi. Yeah.
tựa game này thì chapter của nó rất là dài luôn. Mình chỉ giới thiệu qua quan điểm của cái tựa game này nó như thế thôi. Rồi các bạn sẽ chơi cái con này. Thế là vừa chơi vừa xem cái phần nội dung của nó rất là hay. Rất là hay luôn. Các bạn có thể đi. Đó, ok. Các bạn có thể vào từng nhà một hoặc quay đi tìm chỗ khác. Rất là hay luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Need to survive. Let's go. Ok. Một cầu shotgun. Let's go. Rồi, tiếp tục nào. Cái này chắc bắn mạng AK. Đây, vẫn sót ăn nhờ. AK rồi. Ok, vậy thì mình sẽ sang tiếp tục cái tiếp theo, Into the D2. Let's go. Into the D2 thì khác Into the D1, thì tức là Into the D2 thì các bạn chạy chạy theo trong khoảng nhất định của map nó cho. Còn đi tu rồi đi một thì các bạn đi. Ok. Let's go. Có 10 viên, rất là ít.
sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn 500 feet nữa thôi. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, đây như kiểu là một tựa game sinh tồn. Tức là các bạn phải nhặt những cái món này đây. Sau đó thì chế. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chế cái này đi. Ok, chế đâu nhỉ? Nhặt tiếp. Bây giờ thì mình sẽ chế nào. 2/4 crush. Cái này thì vẫn chưa đủ. Rồi. Chế tiếp cái nào. Ok. Và gỗ. Đến khi các bạn đổ một dụng cụ nào đó, các bạn có thể xây thêm nhà. Đây là thùng đựng đồ. Các bạn có thể đựng đồ vào trong. Và bây giờ thì mình sẽ mặc quần áo đi. Chưa tiêu diệt được con linh dương này, chạy rất là nhanh. Đây là móng nữa, các bạn có thể xây móng cho nhà của mình. Là quả nhà to đây, bên này đi. Sau đó thì mình sẽ dựng cái này lên. Thiếu gỗ rồi. Đó, các bạn cứ đi. Sau đó thì sẽ làm cho các bạn thành một ngôi nhà thật là đẹp. Lại tiếp tục bắt đầu các bạn đào. Sau đó chặt cây. Rồi chặt đá. Zombie đây này. Đánh nhau luôn. Ok. Tên zombie này có luôn một cái que. Một cái chui. Mình không nhặt được cái này. Take on. Đó, cách chơi rất đơn giản thôi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chơi tiếp từ cái tiếp theo. Stupid. Stupid Zombie 4.
Let's go. Okay, let's go. Wow, vẫn chưa trúng. Chỉ còn một viên thôi. Nó bắt buộc phải trúng rồi. Như này chưa đâu. Bắn xuống dưới. Wow, không được. Bật tường như thế này. Lên trên một chút. Oh, nó bắn vào giữa. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.